Tiểu sử MC ca sĩ hải ngoại Thùy Vân chia tay chồng đầu là con của nghệ sĩ cải lương Kiều Lệ Mai. Điều ít người biết về MC ca sĩ Vũ Công hải ngoại Thùy Vân, cô là con dâu của nghệ sĩ cải lương Kiều Lệ Mai. Cô và chồng Tuấn Hùng đều là những vũ công nổi tiếng tại hải ngoại. Sau thời gian chung sống đầy hạnh phúc, vì một lý do gì đó họ đã chia tay. Xinh đẹp quyến rũ từ ngoại hình cho tới giọng nói và từng bước nhảy, nữ nghệ sĩ gốc Sài Gòn được biết tới là cô hiếm của showbiz Việt. Ở hải ngoại đã khẳng định dấu ấn đặc biệt với khán giả ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, MC, ca sĩ, vũ công. Hành trình tìm con đầy gian nan của MC Thùy Vân. Thùy Vân được nhiều người biết đến tại Mỹ với vai trò vũ công với những bước nhảy điêu luyện. Song song đó, chị còn là một vũ sư dạy nhảy chuyên nghiệp và lớn sân sang lĩnh vực ca hát. Gõ cửa thăm nhà đã có cuộc trò chuyện đầy xúc động cùng chị. Chào đón MC Thúy Nga đến thăm nhà, Thùy Vân cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì chị đã có một thời gian rời xa ánh đèn sân khấu để chuyên tâm với vai trò làm mẹ. Việc được một người đồng nghiệp ghé thăm cũng như Thùy Vân bộc bạch chặng đường đã qua là điều vô cùng ý nghĩa. Nghệ sĩ Thùy Vân đã kể về chặng đường dài gắn bó với con đường làm vũ sư của mình. Từ những ngày còn là cô bé 10 tuổi, chị đã đam mê với nghề múa, nhưng cha chị vũ sư Tạ Triệm lại không thích con cái đi theo con đường của mình. Vậy là Thùy Vân đã hết lòng đấu tranh để được theo nghề bằng cách tuyệt thực. Trải qua hơn 30 năm gắn bó với nghề, cùng những thăng trầm, Thùy Vân vẫn giữ ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt. Đặc biệt chị còn tâm sự với Gõ Cửa Thăm Nhà về việc tiếp tục biểu diễn khi đang mang chấn thương ở cột sống. Bên cạnh câu chuyện đầy nhiệt huyết về nghề múa, Thùy Vân còn dành phần lớn thời gian để kể về hành trình làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng thật hạnh phúc của mình. Sau đổ vỡ hôn nhân với Tuấn Hùng, chị tìm được bến đỗ mới với ông xã người nước ngoài. Dù ở tuổi 40, ước mơ làm mẹ vẫn cháy bỏng trong lòng Thùy Vân. Trải qua nhiều lần thụ tinh ống nghiệm, khó khăn và đau đớn, chị cũng được đền đáp xứng đáng những tưởng mọi chuyện êm đẹp cho đến ngày Otto con trai Thùy Vân chào đời. Thế nhưng chị lại tiếp tục bị thử thách vào tháng thứ hai của thai kỳ, khi thai có dấu hiệu bất ổn, hoang mang và lo lắng. Nhưng rồi sóng gió qua đi, mọi thứ lại bình yên và Thùy Vân vỡ òa hạnh phúc chào đón đứa con quý giá của mình. Dù mới 6 tuần sau sinh mổ, nhưng vì lòng đam mê cô quyết định quay trở lại sân khấu Minh Chánh Entertainment với hai xuất diễn kéo dài 10 tiếng trong nhiều vai trò ca vũ MC. Cô cho biết dù chưa thực sự hồi phục sức khỏe cũng như vóc dáng, nhưng sự động viên của khán giả và ông xã đã là động lực của cô chạy hết mình trên sân khấu. Mong ước lớn nhất của Thùy Vân lúc này không gì hơn là dịch bệnh sớm được kiểm soát, chị có thể đưa chồng và con trai về thăm quê hương để con có thể thăm những người thân. Điều chị hối tiếc nhất chính là đã không thể gặp được người bà thương yêu của mình trước khi bà qua đời. Chính vì thế, chị luôn muốn dạy cho Otto về tình cảm gia đình để con có thể lớn lên một cách trọn vẹn. Thùy Vân là một ca sĩ vũ công chuyên nghiệp đến từ Việt Nam. Cô là một trong những nữ nghệ sĩ tại hải ngoại thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ngoài vai trò chính là một ca sĩ vũ công, MC và một số lĩnh vực ngoài nghệ thuật. Cô sinh ngày 18 tháng 6 năm 1970. Thùy Vân sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình có 3 người con gái, mà cô chính là đứa con đầu lòng. Cha cô, ông Tạ Văn Triệm, là trung úy thuộc không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngay từ nhỏ, Thùy Vân sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô học ballet và violin từ năm 7 tuổi. Năm 11 tuổi, cô sớm được người Sài Gòn biết đến với một tấm huy chương vàng trong cuộc thi nhảy với vũ điệu tango. Từ năm 13 đến 18 tuổi, cô cùng cha là vũ sư Tạ Triệm, nổi tiếng trong vai trò hướng dẫn khiêu vũ tại nhiều nhà văn hóa lớn trong thành phố. Cô cũng từng là học sinh trường Nguyễn Thượng Hiền. Cô cũng là đệ tử của thầy Quốc Trụ và Di Nải về lĩnh vực thanh nhạc. Tới năm 18 tuổi, Thùy Vân định cư tại Mỹ và bắt đầu sự nghiệp mới tại đây. Cũng từ năm đó, cô đã đoạt nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi Dancer Box của Mỹ và quốc tế. Cô cũng đoạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu ăn ảnh tại Mỹ khi 19 tuổi. Không dừng lại ở đó, Thùy Vân còn thành lập studio dạy khiêu vũ của riêng mình tại Orange County khi mới 20 tuổi và làm giám khảo cho nhiều cuộc thi Dancer Box tại hải ngoại. Tháng 8 năm 2005, cô xuất hiện lần đầu trong chương trình Body by Night số 79, thể hiện ca khúc Hờn Ghen cùng với nam ca sĩ Nguyễn Hân và xuất hiện trong Body by Night số 81, Âm nhạc không biên giới 2. Sau đó Thùy Vân còn được xuất hiện trong nhiều chương trình Body by Night từ 92 đến 97 như là một gương mặt trẻ của trung tâm, tương đương với Hồ Lệ Thu, Bảo Hân, Minh Tuyết và Như Loan lúc bấy giờ. Riêng trong hai chương trình thi khiêu vũ Body by Night 93 và 97, cô cùng với Tuấn Hùng và nhiều vũ công ngoại quốc khác đóng vai trò người hướng dẫn khiêu vũ và cũng đồng thời là bạn nhảy của các nghệ sĩ tham gia hai cuộc thi này.
Năm 2013, Thùy Vân cộng tác với Minh Chánh Entertainment và là một trong những gương mặt nổi trội của trung tâm nghệ thuật này. Sau chia tay Tuấn Hùng, năm 2018, Thùy Vân kết hôn với một xe công ty phần mềm tên Trip Bunet và cũng sử dụng tên Vanessa Bunet như là tên nước ngoài của mình. Cô cũng hạ sinh một đứa con tên Otto và ngày 11 tháng 10 năm ấy, cô cũng ít hoạt động nghệ thuật hơn từ khi lập gia đình và chủ yếu hoạt động như là một giáo viên khiêu vũ. Cuối tháng 4 năm 2022, Thùy Vân có mặt tại tang lễ của nghệ sĩ Tường Khuê tại chùa Điều Ngự. Ngày 2 tháng 8 cùng năm, Thùy Vân có mặt tại tang lễ của giáo sư Tô Văn Lai. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thân phụ của Thùy Vân là ông Tạ Văn Triệm, tên nước ngoài William Triệm, qua đời ở tuổi 71. Theo như lời kể của Kiều Lệ Mai, mẹ chồng của Thùy Vân có thời gian sang Việt Nam vào khoảng năm 2012, đã thăm vợ chồng con trai đang mở trung tâm dạy khiêu vũ. Anh chị về nước thăm gia đình người con trai, đó là vợ chồng vũ sư Tuấn Hùng và Thùy Vân. Sau một thời gian kinh doanh phòng tập thể hình và chăm sóc sắc đẹp cạnh bên câu lạc bộ Lan Anh không mấy thành công, cả hai đã dời địa điểm về đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị rất vui trước sự năng động của con trai trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, và cuộc trò chuyện bắt đầu từ việc kinh doanh của con trai. Anh chị về chuyến này thấy việc làm ăn của Tuấn Hùng và Thùy Vân có tiến triển hơn trước. Nghệ sĩ Kiều Lệ Mai khó khăn lắm, nhưng hai cháu đã nỗ lực để duy trì hoạt động nghệ thuật mà cả hai yêu thích. Trên thực tế, Tuấn Hùng và Thùy Vân đều là nghệ sĩ múa, có hoài bão mở các trung tâm huấn luyện về múa, thể hình và chăm sóc sắc đẹp. Tôi mừng vì cả hai còn dành thời gian để tham gia hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp. Tuấn Hùng đang làm phim khúc Năm Ai, Thùy Vân đã xuất hiện biểu diễn tại một số phòng trà ca nhạc và chương trình biểu diễn của cả hai vừa qua tại rạp Nam Quan, được công chúng yêu thích cổ vũ. Vợ chồng tôi mừng lắm, chuyến đi này thấy anh chị có vẻ thảnh thơi hơn trước. Nghệ sĩ Minh Đức, năm nay tôi 75 tuổi rồi, con mắt bên trái tự dưng mờ hẳn đi. Đáng lẽ sẽ ở Việt Nam lâu hơn, nhưng phải về bên Pháp để khám mắt theo bảo hiểm y tế. Bệnh nhiều lắm chứ hỏng khỏe đâu, nhưng về nước thì thấy phấn khởi tinh thần, nên nhìn có vẻ phong độ đó. Nghệ sĩ Kiều Lệ Mai, chuyến đi này chúng tôi được Kim Ngân, con gái của cố nghệ sĩ Kim Ngọc, đưa đón tận tình, đó là con gái nuôi của chúng tôi. Chỗ bạn bè thân tình giữa vợ chồng tôi và Kim Ngọc, Đức Lan, mấy chục năm qua rồi, đến khi về nước là ở ngoài Long Thành nhà của Ngân. Nhắc đến gia đình cố nghệ sĩ Kim Ngọc, đến tận ngày hôm nay, vì sao vẫn chưa liên lạc được với người con trai của cố nghệ sĩ Kim Ngọc? Nghệ sĩ Kiều Lệ Mai, tôi có điện thoại nói chuyện với con gái của Phương, kể cho cháu nghe về đám tang của bà nội và cho cháu biết những đường link trên báo điện tử Việt Nam. Qua đó cháu sẽ hiểu hơn về bà nội của cháu, một nghệ sĩ đã được công chúng yêu mến. Tiếc là Phương vì chuyện buồn của gia đình đến nay vẫn chưa chịu về để viếng mộ mẹ. Phương có nhiều nỗi đau, theo tôi biết thì hôn nhân của Phương cũng đã tan vỡ. Hiện nay Phương đang sống với một mái ấm gia đình mới, nhưng tôi tin không lâu thì nỗi buồn đó sẽ nguôi ngoai và Phương vẫn là một đứa con hiếu thảo với cha mẹ. Được biết anh chị là người nuôi dưỡng con trai của chị Kim Ngọc và anh Hoàng Long từ lúc còn nhỏ. Vì sao mà Phương lại theo ngành diễn viên xiếc, trong khi biểu diễn cải lương rất hay? Nghệ sĩ Minh Đức, chúng tôi nuôi dạy và bảo bọc Phương từ lúc còn nhỏ, khi Phương theo cha là nghệ sĩ Hoàng Long sang định cư ở Pháp. Chính tôi đưa Phương vào học phổ thông, sau đó định hướng Phương ngoài nghề hát, còn làm việc ở nhà in, chuyển về công việc sắp chữ, nhưng rồi Phương được cha cho theo nghề hát quá sớm. Thời gian học không đều đặn, việc này đã khiến có lúc vợ chồng tôi nóng ruột đã gây gổ với anh Hoàng Long. Nghệ sĩ Kiều Lệ Mai, cho đến một dịp hè, chúng tôi đưa Phương về miền Nam nước Pháp chơi, cách Lyon 200 km. Ở đó có một gánh xiếc, thế là Phương xin ở lại chơi thêm vài ngày rồi sẽ về sau. Rồi hai tuần nữa vẫn không thấy Phương về. Lúc đó tôi nhận được điện thoại của Phương bảo là sẽ không về vì thích nghề diễn viên xiếc. Sau đó Phương có tâm sự với con trai tôi là Tuấn Hùng rằng Phương không muốn làm gánh nặng cho gia đình tôi. Ở Paris, ba Hoàng Long cứ kéo tao đi hát, trong khi mẹ Mai thì muốn tao đi học, tôi thì tao sẽ ở đây để không làm ba mẹ và ba Long gây nhau nữa. Phương nói như thế với con trai tôi. Nghệ sĩ Minh Đức, chúng tôi đâu chịu để Phương đi xa, đã đáp xe lửa xuống đó ngay để kiếm. Nhưng Phương tránh mặt vợ chồng tôi, đành chịu. Cho đến khi Phương bế đứa con đầu lòng và dẫn vợ về thăm chúng tôi, lúc đó chúng tôi mới an tâm là Phương đã chọn cái nghề mình yêu thích và đã có một mái ấm gia đình. Năm 1995, khi Kim Ngọc sang Pháp biểu diễn, gia đình Phương đã đến thăm Kim Ngọc. Họ gặp nhau trong nỗi vui mừng xúc động. Vợ chồng tôi rất tiếc khi biết tin nghệ sĩ Kim Ngọc mất mà Phương không về thọ thang mẹ.
Tôi thì hoàn cảnh mỗi người mọi khác, hãy thông cảm cho những mất mát. Đổ vỡ của Phương mà tha thứ, lá rụng sẽ về cội. Tôi tin như thế. Bao giờ anh chị sẽ phải về Việt Nam lần nữa? Nghệ sĩ Kiều Lệ Mai, có lẽ hè năm sau, khi chúng tôi lo mọi thủ tục lương hưu bên đó, sẽ về Việt Nam thường xuyên để chăm nom lớp dạy của con chúng tôi. Căn nhà có khu vườn mà lần bạn sang Pháp có ghé thăm chúng tôi, nay chúng tôi đã bán đi, vì chỉ có mình tôi chăm sóc nên không làm sể. Nay tôi mua một căn hộ nhỏ hơn, chỉ có hai vợ chồng ở, thỉnh thoảng vẫn tham gia biểu diễn cải lương với các nghệ sĩ đang định cư ở Pháp. Làm gì thì làm, cũng nhớ cái nghề của mình. Nghệ sĩ Minh Đức, mong sao có dịp sẽ được biểu diễn trên sân khấu quê nhà và các nghệ sĩ xưa. Về Đức lần này, chúng tôi có gặp chị Kim Cương, anh Thanh Sang, tất cả đều khỏe mạnh và mong ngày có dịp anh em được hát trên sân khấu để kỷ niệm với nghề, mong lắm. Vợ chồng nghệ sĩ Minh Đức, Kiều Lệ Mai đã về Pháp ngày 5 tháng 10, mang theo nhiều kỷ niệm của chuyến đi này, nhưng lòng vẫn nặng trĩu vì chưa thực hiện được lời nguyện ước là đưa người con trai của cố nghệ sĩ Kim Ngọc về thắp hương trước mộ mẹ mình. Tình nghệ sĩ bền bỉ không chỉ trên sân khấu mà đến thác vẫn keo sơn gắn bó. Tấm lòng của anh chị thật ấm áp. Tôi như nhìn thấy dạng của cố nghệ sĩ Kim Ngọc, nở nụ cười thật tươi.